một tháng thôi mà cái cơ nó đi rất là ngon. Thì chúng ta trộn đều, trộn đều theo tỷ lệ 4:1. Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung tâm Cây Giống mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì hôm nay đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có mặt ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An để chăm sóc vườn cho chủ đầu tư là anh Sơn. Thì những cái video trước bên trung tâm cũng có đến hướng dẫn chia sẻ cái kỹ thuật làm đất, rồi quy trình chăm sóc, quy trình trồng cây nè, rồi lắp đặt hệ thống ống nước. Thì hôm nay đến cái giai đoạn phân chăm sóc và xịt thuốc cho chủ đầu tư. Thì chủ đầu tư cũng ở rất là xa ở Gia Lai để về, thì bên trung tâm Cây Giống cũng đảm nhiệm cái vườn coi như là chăm sóc. Thì bây giờ hôm nay là tròn một tháng để quay lại xem những cái cây bú sữa meca và những cây dừa và những cái loại cây trà là mà hôm trước bên trung tâm giống trồng thì nó phát triển như thế nào. Bây giờ đi qua cái cây bú sữa meca nè. Đây là cái lô bú sữa meca mà hôm trước chúng tôi trồng nè, nha bà con thấy không? Một tháng rồi nè, thì mỗi một tuần là chúng tôi có tưới humic kích rễ. Từ khi trồng đến một tháng tuổi thì chúng ta chỉ sử dụng là cái humic thôi nè con, để kích thích cái bộ rễ ra thôi. Rồi bắt đầu qua 4 lần kích rễ thì chúng ta mới sử dụng tiếp những cái lần phân thuốc tiếp theo để cho nó đúng theo cái quy trình, đúng theo cái chất lượng. Thì thấy cái cây nè, cái cây đang đi cơ rất là đẹp rồi. Thì những cái cơ đọt như thế này chúng ta sẽ tiếp tục xịt coi như là amino combi nè, cộng với thuốc sâu, cộng với giọt đọt để cho cái bộ lá này nó sẽ dày lên chút xíu, cộng với siêu kẽm nữa. Thì những cái phần đó chúng tôi sẽ chia sẻ lại với bà con cái phần này. Thì bây giờ đang đi nói vấn đề cái phần cây trước để coi cái sự phát triển nó như thế nào. Đó, đây cây này thì nó cũng đang bắt đầu chớm đi cơ đi đọt này, mà con thấy không đó. Thì tiếp theo cái giai đoạn này là chúng tôi sẽ trộn tỷ lệ coi như là full mat gia băng cộng với cái phân hữu cơ quả cầu lửa 007 đó, cộng với cái ca cua kẽm, đồng thời tưới gốc và bón gốc cho cây này rồi tí xíu nữa thì cho kỹ thuật người ta làm luôn hết tổng thể cái khu vườn này đó. Đi qua cây bên đây cái này rồi quay lại cái chỗ phân để chia sẻ với bà con. Thì cái vườn này là ở Tân Trụ Long An nha bà con, thị trấn Tầm Du. Thị trấn Tầm Du Long An nè bà con thấy không, mới có một tháng đời thôi, một tháng thôi mà cái cơ nó đi rất là ngon. Thì cái vú sữa meca, vú thừa tím meca thì bà con biết rồi, đó là một trong những cái thể loại cây giống mới mang lại giá trị kinh tế rất là cao thời gian hiện nay. Thì nó được đặc biệt là cái ghép chui, nó là ghép chui nha bà con. Thực sự cái trái của nó thì chúng ta gọt vỏ chúng ta ăn, ăn rất là ngon. Trọng thể cái trái của nó thì từ 300g đến 700g đến 800g tùy theo cái khả năng chăm sóc của chúng ta đó. Đây tiếp tục là nguyên một hàng phải không, nguyên cây nào cũng như cây nấy đó. Đi rơi đọt các do 4 tuần đầu thì chúng tôi chăm sóc vườn là chúng tôi chỉ có tưới humic thôi, humic kích rễ thôi. Thì bây giờ tiếp theo một tháng rồi thì chúng tôi sẽ dùng một loại phân đó. Thì bây giờ đi vô chúng tôi sẽ chia sẻ cho bà con kỹ thuật đang trộn phân để bón những cái cây vú sữa meca này để cho khi mà rễ nó ra rồi đó, nó có cái chất dinh dưỡng cái để nó hấp thụ nó ăn. Thì từ khi chúng ta trồng thì chúng ta cũng đã có bón phân bón lót rồi. Đây là anh đội trưởng đội kỹ thuật đang trộn phân, phân hữu cơ quả cầu lửa 007 cho bà con thì dùng cho mọi loại cây luôn, trong mọi thời điểm luôn. Thì khi cái cây chúng ta lớn rồi, thời gian bón lót thì chúng ta chỉ cần hữu cơ quả cầu lửa 007 thôi. Trong đây thì nó có 12 cái hợp chất nè bà con, có 12 cái hợp chất cung cấp dinh dưỡng. Thì chúng ta trộn thêm cái fumat gia băng, đây là cái fumat gia băng. Chúng ta trộn tỷ lệ 4:1, nó gồm có năm cái con vi lượng rất là mạnh để cung cấp những cái chung vi lượng cho cây đó. Thì chúng ta trộn đều theo tỷ lệ 4:1, thì 4 bao quả cầu lửa 007 cộng với 1 bao fumat gia băng, chúng ta bón cho mỗi định kỳ mỗi một cây là khoảng từ 300 đến 500 gram nè, bón cách mặt gốc ra, cách gốc ra. Thì khi mà chúng ta bón trước khi bón là chúng ta phải tưới nước trước nè, tưới nước cho cái cây đó cái đầu ẩm trước rồi để chúng ta bón bón phân lên. Thì chúng ta trộn đều lên đó, trộn đều lên nè. Phân này thì phân hữu cơ nha, hữu cơ hoàn toàn là hữu cơ hết, cho chúng ta xài hữu cơ thì cái cây chúng ta nó bền vững hơn đó. Trộn đều lên đó. Đây là anh Tử nè, anh Nguyễn Minh Tử, coi như là kỹ thuật rồi đi tới vườn trồng cây rồi lắp đặt hệ thống ống nước nè, rồi hướng dẫn lên mô lên clip đó, quy trình chăm sóc. Thì hôm nay là giao cho ảnh cái nhiệm vụ là đi bón phân cho khách ở thị trấn Tầm Du đó, trồng đều lên không nha bà con, nhớ nha, tỷ lệ 4 bao 007 quả cầu lửa và 1 bao phun mát cho băng như vậy là chúng ta bón cho mỗi một cây từ 300 đến 500 gram đó, để cho cái cây phát triển. Thì cái định kỳ bón phân thì một tháng chúng ta bón lại một lần còn cộng theo những cái phân bón lá thì nói bà con luôn. Thì cái giai đoạn mà phân bón lá thì này, chúng ta chọn cái humic gia băng nè, humic gia băng. Cái giai đoạn 2, nó thuộc cái giai đoạn 2 nha bà con. Thì một tháng là chúng ta là gọi là giai đoạn 2 chúng ta làm lại. Thì cái humic gia băng nè, chúng ta chọn thêm như cái ca cua kẽm. Đó, cái ca cua kẽm.
để chúng ta tăng cái sức đề kháng cho cây. Thì bắt đầu là cái cây ra rễ rồi, đi đọt rồi, là bắt đầu đi vào cái một cái môi trường mới rồi. Thì chúng ta cần trộn hai cái này, hai cái thành phần hỗn hợp này lại với nhau. Và chúng ta hai cái vịt này chúng ta pha cho từ 400 đến 500 lít nước. Thì chúng ta tưới cho mỗi một cây nó tầm khoảng 1 lít đến 1 lít rưỡi nha bà con, trên một cây, để cho nó tăng cái sức đề kháng cho cây, và coi như là cộng thêm cái thành phần kết rễ. Thì khi cái rễ cây nó ra mạnh thì cộng với cái phân của chúng ta bón ở trên xuống thì có cái thức ăn, thức ăn khi rễ nó ra nó có thức ăn kịp thời nó ăn liền, thì nó sẽ đảm bảo cái cây chúng ta sẽ khỏe mạnh, và đồng thời nó sẽ không bị coi như là bị không bị suy về cây, không đủ dinh dưỡng ăn thì nó bị suy cây nữa. Còn đồng thời ở trên thì chúng tôi xài cái vua giọt đọt, vua giọt đọt để kích cái bộ đọt trên ra. Đồng thời cái Amino Combi 79 nè, thì bên trung tâm cái giống chúng tôi cũng thường hay đến chia sẻ những cái vườn, trực tiếp những cái vườn mà chúng tôi chăm sóc, thì được những cái loại phân thuốc này cộng với cái sâu. Còn đây thì cái bo kẽm thì thành phần quen thuộc thì bà con biết rồi ha. Đó thì đi ra quay lại tiếp là cái vườn vú sữa ở đây. Đây nè bà con thấy không? Đây là cái cơi đọt mà thấy không? Đang đi rất là mạnh. Đang đi rất là mạnh. Thì cái này cơi này mà chúng ta đồng thời mà chúng ta bón cái phân vào, trộn với cái phu mát ra băng vào, thì trong vòng 3 đến 5 ngày nữa thì cái cơi này nó sẽ mạnh lên, nó già lên. Đó là cũng thức ăn nha bà con. Rồi chúng ta cung cấp thêm những cái phân bón lá, qua bón lá như cái Amino hay là cái vua giọt đọt đó thì những cái thành phần đó thì bên trung tâm cũng đã chia sẻ với bà con. Thì bà con nào mà muốn có nhu cầu về chăm sóc kỹ thuật hay là lên mô lên liếp quy trình lắp đặt hệ thống ống nước hay là quy trình kỹ thuật trồng, thì cung cấp cây giống thì bên trung tâm đều có cung cấp cây giống cho bà con nè, cung cấp kỹ thuật trồng, quy trình chăm sóc bón phân cho bà con, đến trực tiếp tận vườn để chia sẻ cho bà con về quy trình lên mô lên liếp cũng như quy trình lắp đặt hệ thống nước nha bà con. Cũng này khoảng 7 công đó. Thì cái video này muốn chia sẻ với bà con về đến trực tiếp tại vườn để chăm sóc vườn cho khách chủ đầu tư, thì bên trung tâm cây giống sẽ luôn luôn đảm bảo về những cái cây giống đảm bảo chất lượng cho bà con. Bà con nào đã từng yêu mến cái trung tâm cây giống, bà con hãy bấm nút chuông, bấm nút like để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống chúng tôi. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.